Xin chào các bạn, chúng mình là team Yang Dexin. Chào mừng các bạn đến với series podcast Yang Dexin News. Series podcast được lên sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần, tổng hợp lại những tin tức nóng hổi về Trung Quốc trong tuần vừa qua và kèm theo những kiến thức về từ vựng cũng như văn hóa Trung Quốc. Hy vọng series podcast này sẽ mang lại một giá trị tích cực nào đó cho bạn. Và bây giờ xin mời bạn sẽ đến với bản tin đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với tin tức xã hội đầu tiên của ngày hôm nay. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đầu tiên sau khi chính phủ Trung Quốc từ bỏ chính sách Zero Covid, số lượng du khách đến với một địa điểm du lịch lớn đã đạt đến mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Theo dữ liệu của công ty du lịch trực tuyến Thống Trấn Lụy Xiếng, lượng đặt khách sạn và danh lam thắng cảnh trong nước của Trung Quốc đã tăng 56% và 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng đặt vé máy bay nội địa tăng 30%, trong khi lượng đặt vé máy bay nước ngoài tăng tới 218%. Ngoài ra thì lượng đặt phòng tại 4 thành phố nổi tiếng nhất tỉnh Vân Nam cũng đã tăng 5 lần so với cùng kỳ. Các chuyên gia nhận định rằng sự bùng nổ trong dịp Tết sẽ tạo ra một bàn đạp tốt cho sự phục hồi của ngành du lịch và kinh tế nước này. Và chúng ta sẽ đến với headline đầu tiên của ngày hôm nay. Hoa Sơn lữ yếu rấn chi hoảng, chun chế chu yếu, hổ chu chuyên, tạm dịch, du lịch xuyên tỉnh được ưa chuộng, du xuân ngày Tết cực kỳ hot. Chúng ta sẽ có một số từ mới như sau. Hoa Sơn xuyên tỉnh, ví dụ như Hoa Sơn ban gia, chuyển nhà từ tỉnh này sang tỉnh khác. Hoa Sơn lữ yếu, du lịch xuyên tỉnh. Và chúng ta sẽ có từ rấn chi, độ nổi tiếng. Rấn chi hẳn cao, rấn chi hẳn vọng, rất nổi tiếng, được ưa chuộng. Và tin tức tiếp theo sẽ là một tin tức thuộc lĩnh vực giải trí. 2023 niên tổ, tổng phiếu phán phổ 80 tỷ, tổng doanh thu phòng vé năm 2023 chạm ngưỡng 8 tỷ nhân dân tệ. Theo số liệu từ Tân Thảo, tính đến ngày 27 tháng 1 năm 2023, doanh thu phòng vé đã đạt mức 8 tỷ nhân dân tệ, phá vỡ kỷ lục đạt mức 8 tỷ nhanh nhất của thị trường điện ảnh Trung Quốc. Dựa vào bảng tổng kết, đứng đầu doanh thu cho đến ngày 27 là bộ Mãn Hồng Giang với doanh thu hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Xếp thứ 2 là Địa cầu Lưu lạc 2 và hạng 3 thuộc về phim hoạt hình Funny Bear. Ngoài ra, trong top dẫn đầu còn có nhiều cái tên quen thuộc như Avatar, Muốn gặp anh, Vô danh. Trong headline lần này, chúng ta có những từ mới đáng chú ý như sau. Thứ nhất, phiếu phán, phòng bán vé, phòng vé, ví dụ. Chiếu bộ điện ảnh đã phá là số yếu phiếu phán chi lục. Bộ phim này đã phá mọi kỷ lục doanh thu phòng vé. Từ mới thứ hai là đã phá, phá vỡ, đột phá. Ví dụ, Tha Chuang de chi lục hẳn nán đã phá. Kỷ lục anh ấy tạo ra rất khó để phá vỡ. Sau khi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về hai tin tức vừa rồi, thì bây giờ mình sẽ giúp các bạn recap lại các từ vựng mà chúng ta đã học được trong ngày hôm nay. Hoa sơn, rấn chi, phiếu phán, đả phô. Như vậy là chúng ta đã đi qua hết 3 điểm tin chính trong tuần này rồi. Ghi chú và ví dụ về phần từ mới ngày hôm nay, team Yang Dexin đã có show trên màn hình. Các bạn có thể ghi chép lại và đặt câu để ghi nhớ tốt hơn những từ vựng hay ho này nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast tuần này của Yang Dexin News. Hẹn gặp các bạn vào thứ bảy tuần sau. Bye bye.